Thưa quý vị, đột quỵ não hay còn gọi là tai biến mạch máu não. Đột quỵ không những là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Người bị bệnh đột quỵ não có thể bị liệt, hôn mê và thậm chí tử vong. Ở Việt Nam, mỗi năm có 200.000 người bị đột quỵ. Cụ bà Lê Thị Sáu, 88 tuổi, ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã bị liệt nửa người phải. Người nhà cho biết cụ bà khởi phát triệu chứng đột quỵ cấp trước khi nhập viện khoảng 3 giờ, đồng thời từng có tiền sử tiểu đường tiếp 2, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu, ekip cấp cứu đột quỵ đã sử dụng thuốc tiêu sợi huyết với mục đích là tái thông mạch máu não bị tắc. Kiểm tra mạch máu não sau khi tiêm thuốc không thấy tắc các mạch máu lớn trong não, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn về tri giác và vận động sau đó 12 giờ. Thế là một bệnh nhân là đột ngột, phải có đột ngột mới được, thì xảy ra một trong các dấu hiệu sau. Thứ nhất là bệnh nhân liệt nửa người. Thứ hai là bị cái miệng nó sệ một bên, mình kêu là méo miệng đó. Và thứ ba là bệnh nhân giảm tri giác hoặc là bệnh nhân mất tri giác luôn. Thực ra thì cái đột quỵ nói chung á là nó xảy ra ở tất cả các độ tuổi. Vì đột quỵ nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là tắc mạch máu ở trên não. Dạng thứ hai là mạch máu nó bị vỡ. Các bác sĩ cho biết trong đột quỵ não thì xuất huyết não chiếm 20% và nghẽn mạch máu não chiếm tới 80%. Ở Việt Nam mỗi năm có 200.000 người bị đột quỵ. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, chỉ trong 12 tháng bệnh viện đã cấp cứu đột quỵ của bệnh viện điều trị là 460 trường hợp. Tuy nhiên, số này chỉ chiếm khoảng 15% bệnh nhân đột quỵ nhập viện. Bởi các bệnh nhân nhồi máu não đến bệnh viện sau 6 giờ kể từ khi khởi phát thì cơ hội được điều trị hầu như còn rất ít. Đặc biệt là những trường hợp mà bị tắc mạch máu não đó, mình gọi là nhồi máu não đó, thì mỗi một phút mà trôi qua mình chậm trễ đưa bệnh nhân tới bệnh viện là nó chết khoảng 2 triệu tế bào thần kinh đó, cho nên là phải càng sớm càng tốt. Cô cũng xin nhấn mạnh là ở nhân gian mình hay có khi mà mình bệnh nhân bị đột quỵ đó thì mình nói là bệnh nhân bị trúng phong trúng gió, là mình hay đổ cái nước gì đó vô miệng bệnh nhân, ví dụ như nặng chanh gì đó, thì cái chuyện đó không nên làm, thì sẽ là gây những cái dịch đó nó có thể vào được hô hấp và nó gây suy hô hấp cho bệnh nhân, tăng nguy cơ tử vong bệnh nhân. Bên cạnh việc ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến trong điều trị tại bệnh viện tuyến cao nhất ở miền Tây thì việc áp dụng giờ vàng trong cấp cứu đột quỵ vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Do đó khi bị đột quỵ, người bệnh cần được đưa đến bệnh viện nơi có đơn vị can thiệp mạch máu não càng sớm càng tốt, trước 6 giờ kể từ khi có triệu chứng.